Chàng trai này tên là Lý Vũ Quả, cậu ấy nắm trong tay trọng trách phải thay đổi được vận mệnh của thế giới này, mà thế giới này lại chính do một tay cậu tạo ra, nên việc thay đổi nó có thể không khó, mà nếu cậu không làm được nhiệm vụ này thì Diêm Vương, người đã giao nhiệm vụ cho cậu sẽ không để cậu sống yên. Ở tập trước Lý Vũ Quả đã mua được một cô bé nô lệ vô cùng xinh đẹp, mà Lý Vũ Quả còn gặp mặt một người vô cùng quan trọng, đó chính là Diệp Quỳnh, nhân vật chính trong tiểu thuyết mà Lý Vũ Quả viết giải quyết xong chuyện của mình với hắn thì lý vũ quả được cô bé nô lệ mới mua kia hỏi thăm lý vũ quả hỏi han mới biết cô bé này từ nhỏ tới lớn không có tên thế là lý vũ quả đặt tên cô bé là quân tuyết và lý vũ quả cũng gọi kêu quan vân phạm gọi mình là huynh đệ để mọi người được thân thiết hơn quay qua quay lại thì lý vũ quả phát hiện con số của nhân vật phản diện lại tăng có lẽ là trận đấu lúc nãy giúp phản diện quang hoàn của lý phụ quả tăng lên không ít nhưng nó cũng làm lý vũ quả mất không ít thời gian cả ba người đi gặp thạch đại thành Thạch Đại Thành dẫn Lý Vũ Quả vào mua một số đồ pháp bảo giá thấp nhưng phải ngon phải rẻ. Lý Vũ Quả loạn ngoằng một hồi thì chọn lấy mấy quả tuyết linh, Vũ Quả mua năm được tặng một, với cái giá là 5000 lượng, cậu còn được kèm thêm một con dao gọt hoa quả ở bên cạnh. Lúc sau ra ngoài thì cậu đưa mấy quả tuyết linh mới mua được cho Quân Tuyết ăn, và còn sự thật về con dao gọt hoa quả kia thì đó mới là món chính. Bên trong con dao này chính là Nhiễu Chỉ Nhu, một trong 10 loại ám khí đệ nhất thiên hạ. Nghe nói là đã mất tích trong thiên hạ, ai ngờ nó lại được giấu trong con dao gọt hoa quả này thế là lý vũ quả đem nhiễu chỉ nhu tặng cho quan văn phạm vì món vũ khí theo dạng này thì hợp với anh ta nhất quan văn phạm được tặng cho món đồ ngon như này thì vui không tả được cảm ơn lý vũ quả một câu rồi về nhà trước để chăm sóc vợ lý vũ quả cũng cho quân tuyết một bộ quần áo mới rồi về nhà quân tuyết cảm nhận được được lòng tốt của lý vũ quả thì vô cùng cảm kích nhưng lý vũ quả còn vui hơn cô bé vì quân tuyết trong chuyện mà cậu viết là ác ma băng ra cuối cùng của thế giới này Hai người vừa bước chân vào nhà cùng với Quân Tuyết thì Nạp Lan Mộng đã xuất hiện để hỏi về Quân Tuyết. Lý Vũ Quả chỉ mở ở ham ám nói là mua nha hoàn mới. Cậu ta còn rút ra tờ ngân phiếu một nghìn lượng đưa cho Nạp Lan Mộng. Nạp Lan Mộng cầm trong tay tờ ngân phiếu này thì tức giận, nghĩ rằng Lý Vũ Quả đã làm chuyện xấu để kiếm tiền. Lý Vũ Quả lúc này mới ngứa người, cậu vẫn quên là mình lại tạo ra khác biệt quá lớn. Tự nhiên lôi một tờ tiền to như vậy làm Nạp Lan Mộng không tin. Lý Vũ Quả nhanh mồm nói điêu rằng mình đi sửa mái nhà, kèm điện nước cho những người ở xung quanh thành. Nạp Lan Mộng nghe thấy hợp lý cũng không trách tội nữa, trong lòng có chút thay đổi ấn tượng về Lý Vũ Quả, ngỏ ý tối nay mình cùng ngủ chung phòng, nhưng Lý Vũ Quả không đồng ý, nói rằng mình ở phòng khách luôn và nhờ Nạp Lan Mộng sắp xếp cho Quân Tuyết ở một phòng khách khác. Nạp Lan Mộng nghe thấy thế thì tức giận quay đi. Lý Vũ Quả biết Nạp Lan Mộng giận như lúc này chưa phải là thời cơ tốt của cậu. Buổi tối thì Lý Vũ Quả đem tuyết linh của cho Quân Tuyết ăn, nhưng cậu lại đến không đúng lúc, vừa mở cửa ra thì thấy Quân Tuyết đang tắm. Ở kiếp trước cậu làm trai hai mươi mấy năm nhưng cũng chưa thấy cảnh tượng kỳ tích như này, giờ mới thấy lần đầu mà xịt cả máu mũi. Lý Vũ Quả đợi Quân Tuyết tắm xong thì đưa cho cô ấy tuyết linh quả, Quân Tuyết ăn được linh quả thì cực kỳ vui. Xong chuyện thì Lý Vũ Quả tiếp tục về phòng nghiên cứu, huyết mạch của Lý Quảng Nghĩa là liệt hỏa giáp trùng cấp sử thi, nhưng đời sau kế thừa huyết mạch lại yếu đi, và huyết mạch của Lý Vũ Quả chỉ là thiên lỗi mãng, bật tính lương, mà huyết mạch trong thế giới này từ cao thấy thấp thứ tự phân thành truyền thuyết, sử thi, tình lương, yêu việt mà huyết mạch bây giờ của Lý Vũ Quả với Diệp Quỳnh lại cách nhau rất xa. Lý Vũ Quả là truyền thuyết, còn Lý Vũ Quả là tinh lương. Bây giờ cậu cần phải kiếm một cái huyết mạch mới vừa để tăng thực lực vừa để cứu mạng. Thế là Lý Vũ Quả để ý đến một con yêu mộ của thượng cổ đại yêu ở ngoài thành. Buổi đêm, một nhà hoàn tên là Tiểu Thúy cùng mấy người khác do ghen tị nên đã đến đánh đập Quân Tuyết. Mấy người này trong lòng cũng có tức giận với Lý Vũ Quả từ trước nên đến đây để chút giận. Đang cơm bạc thì lũ nhà hoàn này nghe tin sai dịch đến bắt Lý Vũ Quả thế là bọn chúng lại bỏ đi để xem màn kịch này. Ở phòng khách, Lý Vũ Quả bị Lý Ngọc Đường dẫn mấy tên quan sai đến bắt, hắn nói rằng là Lý Vũ Quả buôn lậu muối. Lý Vũ Quả cũng không tin lúc mình lấy hũ muối ở chỗ Thạch Đại Thành lại bị Lý Ngọc Đường nhìn thấy. Hắn còn dày công thuê một lũ người giả danh là người đã mua muối của Lý Vũ Quả. Lúc này thì Nạp Lan Mộng cũng đã tới. Nghe tin Lý Vũ Quả buôn lậu muối thì thất vọng. Lý Vũ Quả cắn răng tức giận. Lần này không biết phải chứng minh như nào. Quân Tuyết một bên muốn nói hộ nhưng cũng không được nhưng bây giờ Lý Vũ Quả đã có cách, cậu lấy ra từ vòng tay ý niệm một đống ngân lượng vàng trói lóa. Lý Vũ Quả nói rằng mình đã buôn bán và nhập lưu ly từ một người quen, lợi nhuận từ nó phải nói là gấp đôi buôn bán muối. vậy buôn bán lưu ly vừa an toàn vừa kiếm lời hơn thì tại sao mình phải đi bán muối chứ? Lý Ngọc Đường nghe thấy cái lý do này thì tức điên, nói rằng Lý Vũ Quả vẫn không có chứng cứ gì để chứng minh mình không buôn lậu muối. Lý Vũ Quả lại phải vào một thế khó. nhưng rất may cậu được Thạch Đại Thành ứng cứu ông ta dẫn thương nhân muối đến để chứng minh thương muối chỉ tay vào những người đã buộc tội lý vũ quả buôn lậu muối nói rằng chính bọn họ đã lén lút mua muối của mình rồi nói rằng lý vũ quả buôn lậu muối cho họ mấy tên kia thấy kế hoạch của mình bị lộ thì định nói ra người bắt họ làm nhưng chưa kịp nói thì đã bị lý ngọc đường giận dữ cầm quả xiên táo hắn nói phép rằng đây là muốn diệt trừ mối họa và giúp lý vũ quả rửa tội lý vũ quả nhìn hành động này là biết lý ngọc đường muốn giết người diệt khẩu thực sự hắn quá là độc ác mọi chuyện được giải quyết nên mọi người giải tán Lý Vũ Quả vì muốn cảm ơn Thạch Đại Thành nên dẫn ông ta đi uống rượu, còn bỏ mặc cho Nạp Lan Mộng đang muốn nói lời xin lỗi với cậu. Lúc này Tặc Hoàng cũng đã xuất hiện, người lúc nãy báo tin cho Thạch Đại Thành chính là Quan Văn Phạm. Quan Văn Phạm, cậu ta còn muốn hỏi Lý Vũ Quả để giết luôn tên Lý Ngọc Đường đó, nhưng Lý Vũ Quả nói không, bây giờ chưa phải là lúc. Một lúc nào đó cậu sẽ xử lý hắn, nhưng tối nay phải chơi vui đã. Lý Vũ Quả rủ mọi người đến hạnh hoa lâu một chuyến. Quân Tuyết nghe mọi người muốn đến lầu xanh thì không chịu đi. Thế là Lý Vũ Quả lại dỗ dành hỏi chuyện lúc nãy cô bé bị ức hiếp, rồi còn hứa sau này sẽ không để Quân Tuyết bị ức hiếp như thế nữa. Quân Tuyết nghe những lời này thì mê như điếu đổ, nhưng Lý Vũ Quả còn phải đến lầu xanh xem có Thúy Kiều không đã, mọi người đến Hạnh Hoa lâu uống rượu. Nhưng uống rượu chỉ là một phần mục đích của Lý Vũ Quả, cậu ta đến đây còn là vì tìm Bệnh Linh Lung, người đầu ấp tay gối bên cạnh Lý Ngọc Đường. Nhưng mà Bệnh Linh Lung là gái xanh đứng đầu Hạnh Hoa lâu, nên cậu phải biếu cho lão bà ở đây một chút ít đồ, cùng với lý do chính đáng thì mới được gặp Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung đang trong phòng trang điểm, thấy Lý Vũ Quả vào thì không tiếp, dọa cậu ta rời đi, nhưng Lý Vũ Quả chỉ bình tĩnh, nói rằng mình biết tung tích của đệ đệ cô ấy, nhưng Bạch Linh Lung không tin, cô ta đã nhờ Lý Ngọc Đường tìm nó 3 năm nay đều không thấy, làm sao mà Lý Vũ Quả biết được? Lý Vũ Quả biết cô nàng này sẽ không tin, nói ra một cái lý lẽ rõ ràng, vạch trần sự thật về Lý Ngọc Đường, khiến cho Bạch Linh Lung hiểu ra, khóc lóc dựa vào người Lý Vũ Quả muốn biết thông tin người đệ đệ mất tích. Lý Vũ Quả nói rằng đệ đệ của cô ấy đang ở bãi tha ma ngoại ô cách đây 10 dặm. Thế là sáng hôm sau, Bạch Linh Lung đến kiểm chứng lời nói của Lý Vũ Quả ở bãi tha ma. Lý Vũ Quả cho Bạch Linh Lung xem một cái xác đã bị mất một chân. Bạch Linh Lung nhìn qua, thì đây đúng là đệ đệ cô ấy đã bị mất một chân, mất một tay là dương quá. Còn đệ đệ cô ấy giờ là âm quá. Lý Vũ Quả còn cho Bạch Lung Linh biết người giết đệ đệ cô ấy chính là Lý Ngọc Đường. Giờ đây Bạch Lung Linh cũng đã hận đến tận xương Lý Ngọc Đường. Hỏi Lý Vũ Quả có cách nào để xử hắn không? lý vũ quả liền cho cô ấy một phương pháp lý ngọc đường có một sổ sách trên đó có chứng cứ cấu kết với ma tặc chỉ cần bạch linh lung nghĩ cách lấy được cuốn sổ đó ra thì lý vũ quả có cách làm lỗ tẩy bộ mặt thật của hắn mà nếu có tin tức gì có thể giấu ở chỗ hoang cửa sổ phòng quan văn phạm có thể giúp cô ấy truyền tin thế là lý vũ quả đã chuẩn bị một món quà cho lý ngọc đường giờ thì cũng đã đến lúc sáng tạo chút phúc lợi cho bách tính nạp lan thành rồi lý vũ quả ra ngoài chiêu mộ nhân công tạo công việc cho nhân dân khai hoang vùng đất 10 dặm quanh ngoại thành, mỗi ngày làm là một đấu mì. Chỉ cần bọn họ gia nhập lao động thì Lý Vũ Quả sẽ phát mì trắng. Mọi người vẫn chưa tin, nhưng đã có một thanh niên gia nhập và đòi hỏi được cho trước một đấu mì. Thế là thanh niên này đã được Lý Vũ Quả tặng thêm một đấu nữa. Giờ thì mọi người tin rồi, chen chúc nhau để được gia nhập. Nam Lan Mộng cũng đã xuất hiện để xem cảnh tượng này. Lý Vũ Quả đã tập hợp đủ mọi người, thì bắt đầu dẫn họ đi khai hoang lập địa. Mọi người được trả công thì sung sức vô cùng, cùng nhau đi khai hoang lập địa. Nạp Lan Mộng đứng đằng sau nhìn, trong lòng đã thay đổi mọi ấn tượng về Lý Vũ Quả. Ba ngày sau, Lý Vũ Quả đang định đi thăm mọi người khai hoang, thì Quan Vân Phàm đến báo tin là Quân Tuyết bị bắt đi, thế là Lý Vũ Quả ra dụng đất ở ngoại thành xem. Ở đây đã bị một đám ma tặc đến quấy rối sau đó toàn bộ đều chết cả, quan trọng hơn là Quân Tuyết bị mà tặc bắt đi, lúc này Nạp Lan Mộng cũng đã đến. Cô ấy hỏi chuyện thì được Lý Vũ Quả cho biết là Quân Tuyết bị ma tặc bắt đi, Lý Ngọc Đường cũng đi theo sau, nói rằng đây là do ma tặc linh giả sơn làm nhưng thực ra những ma tặc linh giả sơn này đều là do Lý Ngọc Đường kêu đến để giết Lý Vũ Quả nhưng không làm được còn bắt Quân Tuyết đi giờ Lý Vũ Quả muốn đi cứu Quân Tuyết ngay lập tức nhưng bị Nạp Lan Mộng ngăn lại Lý Vũ Quả tiếp theo sẽ làm như thế nào liệu có cứu được Quân Tuyết không anh em muốn biết thì nhớ đón xem tập sau nhé kết thúc video ngày hôm nay để xem phần tiếp theo thì bà hãy bấm vào kênh triệu ra, chọn danh sách phát để xem tập mới nha đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới xin cảm ơn và hẹn gặp lại